mình chào tất cả các bạn nhé ở những cái cây cánh đơn á có nhiều bạn nói làm em thích chơi cánh đơn hơn mà thật sự nó là như vậy cánh đơn đó nha các bạn nhiều khi nó trổ nó rất là dễ trổ và nó trổ nắng mưa nó không có ngại thì ăn thua nó cái gu của mình chơi thôi nhưng mà cánh đơn thì nó đẹp thôi cánh đơn thời ở trong này á thì à, có một bạn hôm đó nói là có cái hoa có cái hoa ngân hà hai này nè nó trổ nè ha ngăn hà hai nó trổ như thế này thì à, có một bạn nói anh ơi cái hoa này phải là hoa ruby không thì à, hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn luôn ở những cái hoa cánh đơn màu đỏ gồm có thằng tài nè tăng quý nè ha ruby nè và ngăn hà hai đó là những cái hoa màu đỏ nha các bạn thì à, còn đỏ sọc thì gồm có là tiệt Đỉnh hồng ngọc đến hồng thì đó là những cái hoa cánh đơn ha thì à, mình cũng chia sẻ luôn để cho các bạn phân biệt ha cái hoa tăng quý á, thì nó cũng y như thế này mà bên kia là nó nằm ở bên kia đó cái hoa tăng quý nó nằm bên đó ha mà nó sao quá thì nó cũng màu đỏ như thế này nhưng mà hoa nó bự cái họng nó cái họng ở trong nó màu trắng nó loang ra tới đây luôn nha các bạn nó rất là bự thì là, đó là cái hoa tăng quý còn cái thằng ruby á cái thằng ruby giống mới hoặc giống cũ gì cũng vậy ở ngoài thì màu tím đậm đỏ đậm đỏ 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 nhung đó nha các bạn nhưng mà trong họng của nó là nó màu đỏ và cái rìa ở ngoài là cái rìa trắng. ha. Trong họng của nó là màu đỏ. Màu đỏ nha các bạn. Nè trong họng nó nè, các bạn có nhìn cho kỹ nha. Trong cái họng của nó là màu đỏ, thấy Màu đỏ tím á. Nhưng mà cái rìa ngoài nó là màu trắng ha. Thì cái hai giống mới hoặc giống cũ gì cũng vậy, giống cũ bên này nó cũng như vậy. Nhưng mà cái giống cũ thì cái họng màu trắng á nó nhiều hơn. Và cái 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 họng tím này thì nó ít hơn. Màu trắng nó nhiều hơn đó là cái, cái hoa ruby giống cũ Còn đây là cái hoa ruby giống mới à, Thì cái họng ở trong nó màu tím và cái rìa ở ngoài nó màu trắng à, Là cái hoa ruby Thì cái hoa ruby khi nó trổ Thì Nó có những cái diện đen như thế này Nó mới trổ thì nó có diện đen như thế này à, Mà nó trổ rất là rộ luôn Đây là, là cái thằng ruby giống mới nha Nó có ba loại ruby Gồm có ruby giống cũ Hoa thì nó giống nhau Và ruby giống mới và ruby rễ vàng ha nó có ba lại ruby đó thì cái ruby này là cái ruby giống mới này còn cái ruby giống cũ nó cũng y như vậy nhưng mà cái họng nó trong ra ngoài trắng chứ nó không có màu tím như thế này cái họng nó không có màu tím nhưng mà trong ra ngoài nó trắng như tăng quý vậy đó ha. đó là cái thằng ruby giống cũ còn đây là cái thằng ruby giống mới thằng ruby giống mới thì nó màu tím đậm hơn nó nhung hơn và nó cái họng nó màu trắng ít hơn ha đó rồi bây giờ còn nói về cái thằng ngăn hà hai thì có nhiều bạn nói là anh ơi cái thằng này phải cái thằng ruby giống mới không thì mình xin nói lại rằng là thằng này không phải thằng ruby giống mới nó là ngăn hà hai ha có nơi gọi là nhắc chi mai nhắc chi mai là ngăn hà hai ha ngăn hà hai thì nó cái cánh của nó là nó có cái rìa trắng ha nó trổ ra là nó có cái rìa trắng ở ngoài và cái đặc biệt đó là cái họng nó là màu vàng cánh nó là màu nhung Ha, nó khác nó khác với cái thằng ruby thằng ruby thì nó chỉ là màu nhung và cái họng trắng à cái họng tím và rìa trắng ha, thằng ruby cho nên các bạn phân biệt rõ thằng này là thằng ngăn hà hai chứ không phải là thằng ruby ha không phải là thằng ruby giống mới đây là cái thằng ruby giống mới nè đây là cái thằng ruby giống mới ha. đây là cái thằng ngăn hà hai thì thằng ngăn hà hai này á đây là nó chỗ cũng chưa chuẩn đâu khi nó chỗ chuẩn rồi thì các bạn thấy nè cái rìa ở ngoài khi nó mới trổ thì nó màu tím đen cái cái rìa này cái rìa ở ngoài này là nó màu tím đen này ha nó màu tím đen và cái rìa ở ngoài cùng đó là rìa trắng rìa trắng nha các bạn đặc biệt của nó là cái họng nó là cái họng màu vàng ha thì các bạn chơi lâu thì các bạn sẽ phân biệt được cho nên là khi thấy một cái hoa nó đẹp thì các bạn phải thắc mắc hỏi phải là ruby không thôi ruby mới nó đẹp vậy nhưng mà nó không phải là ruby nó là thằng ngăn hà hai một giống mới nha các bạn, ngan hà hai một giống mới, thằng ngan hà hai, thì à, mình xin nói lại nè, thằng tân quý nó cũng màu đỏ như thế này, ha, nhưng mà nó hỏng trắng, hỏng trắng và rìa trắng luôn, thằng tân quý, ha, nó trắng, nó nhiều khi nó trắng lên ra tới quầy quầy giữa giữa cánh luôn nè, là thằng tân quý, còn thằng ruby nó chỉ trắng rìa trong cái hỏng hỏng tím nhưng mà rìa là rìa trắng, ha, còn thằng Ngăn hà hai nó là cánh nhung, rìa ở ngoài cánh nó màu trắng, ha và trong họng đặc biệt nó là màu vàng vàng rất là đậm ha vàng rất là đậm thì cái thằng ngân hà 2 này là giống mới sau này giống mới sau này nó có nay khoảng chưa được một năm ha thì đây là thằng ngăn hà hai có nơi gọi là nhắc chi mai là nó đây ngân hà cũng rất là đẹp nha các bạn nói chung là tại mấy bữa nay nó nắng nè nó trổ không có lực đâu chứ thật sự mà để bữa nào nó trổ một cái lực cái hoa mà mình quay lại cho các bạn xem các bạn thấy ngân hà hai, nó đẹp lắm cánh ở ngoài nó nhung mà nó mịn vàng mà nó nhung nhung tía luôn Rìa ở ngoài thì màu trắng hồng thì màu vàng vàng rất là đậm đó là thằng ngân hà hai ha <laughs> thì à, mình chia sẻ với các bạn những cái hoa cánh đơn màu đỏ mà đẹp thì à, ngày xưa thì có thằng tài thằng tài đơn á thằng tài thằng tài đơn á rồi sau đó nó mới ra tăng quý ha nó ra tăng quý rồi sau đó nữa thì nó mới ra thằng ruby giống đầu đời đầu, đầu thằng ruby đời đầu rồi sau này người ta mới ấy được lai like được thì ra thằng ruby đời giữa rồi sau này khi bắt đầu nó đột biến thì người ta lai like, à, mà người ta ra tạo được cái thằng ruby rễ vàng à, thằng ruby rễ vàng nó cũng là ruby thôi nhưng mà khi mình trồng mình chiết ra thì nó ra rễ vàng thằng ruby rễ vàng à. rồi cái đợt sau cùng này á thì người ta mới tạo ra được cái thằng ngân hà hai nhắc chi mai này thì thằng ngân hai này thật sự khi nó trổ chuẩn thì nó đẹp hơn tất cả các anh em nói thẳng ra là nó đẹp hơn tất cả các anh em thứ nhất là cánh rất là nhung nhung tuyền nhung mịn màng thứ hai nữa là cái rìa ở ngoài nó màu trắng màu trắng lem màu trắng rất là trắng luôn trắng rìa 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 rìa, như thằng di khang vậy đó nó giống như thằng di khang cái thứ ba nữa là cái họng nó màu vàng tuyệt đối vàng đậm vàng như bông mai ha hoa rất là rộ hoa rộ dữ lắm Nói chung là cái cây này thì mình cũng mới ghép thôi Thì nó cũng chưa có lực lắm nhưng mà nó trổ được như thế này Nhưng mà mình nói với các bạn là hoa rất là rộ nha Khi mà nó trổ đầy đủ là nó như cái non lá luôn đó. Đẹp lắm Thì hôm nay mình chia sẻ vậy để các bạn phân biệt Thằng nào là thằng thân tài Thằng nào là thằng tăng quý Thằng nào là thằng ruby giống cũ giống mới Và thằng nào là thằng ngắn hà hai ha Để cho các bạn phân biệt các bạn lựa chọn hoa các bạn chơi Thì hôm nay ở cái giường của mình á nó cũng có những cái hoa giống mới mà và cả giống cũ nữa thì mình cũng giới thiệu với các bạn luôn để cho các bạn sưu tầm thì trong cánh đơn đó thì nó có gồm có cái thằng tuyết nhiệt đới này nè là cái đời cũ xưa lắm rồi nhưng mà nó vẫn đẹp nha các bạn nó vẫn rất là đẹp đặc biệt cái thằng này á, là nó chuyển màu nó mới chỗ là nó màu vàng nha các bạn vàng rất là vàng luôn vàng như bông mai vậy đó vàng hồng đỏ hồng đỏ màu vàng hồng đỏ nhưng mà chuyển chỗ chừng là hai ba ngày ba bốn ngày thì bắt đầu là chuyển qua màu trắng ha đó là cái thằng um, tuyết diệt đới ha còn một loại cánh đơn nữa giống mới sau này còn một cái đơn nữa nó giống mới sau này là ngọc như ý hai ngọc như ý hai nha các bạn thì nó giống như thằng julia jandra rất là giống thằng julia jandra nhưng mà nó màu vàng nhiều hơn và màu đỏ nó ít hơn ha màu đỏ nó hơn hoa này thì rất là rộ cực kỳ rỗ luôn, nó rỗ chum 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 nhìn thấy đã lắm các bạn. À. thằng ngọc như ý hai ha, ngọc như ý hai giống mới mới có cái này chưa tới một năm, của cửa sáu tháng ha. thì ở đây là thằng ngọc như ý hai, nó nhìn nó tựa qua thì giống là Julia Zandra nhưng mà Julia Zandra thì cái cánh này nè, cái cánh này nè, nó là một nửa đỏ một nửa vàng phân biệt rõ ràng chứ không lem như như thế này, một nửa bên là đỏ một nửa bên là vàng ha nó phân biệt rất là rõ ràng chứ nó không lem gem mà nó nó nó, nó ra pha màu nó trộn tùm lum như là cái thằng ngọc nhĩ hai này thằng julia zanda thì đặc biệt có cái là thằng nào ra thằng đó ha à. à, thì đây là thằng ngọc như ý hai giống mới còn cái thằng này là tuyệt đỉnh hồng ngọc đỉnh hồng thì các bạn biết rồi ha à. thì nó mới chỗ đây là ngọc đỉnh hồng cánh tròn tuyệt đỉnh hồng nó là cánh nhọn hơn bữa trước mình có đã giới thiệu cho các bạn rồi ha à. thì đó là những cái hoa cánh đơn còn bây giờ những cái hoa cánh kép thì sao những cái hoa cánh kép thì nó đẹp theo cánh kép nha các bạn có những cái hoa giống cũ thì mình cũng đã giới thiệu các bạn rồi còn những cái hoa giống mới thì mình cũng chưa giới thiệu thì thằng này là thằng huyền diệu hoa bốn lớp nha các bạn huyền diệu hoa bốn lớp nói chung là hoa nó trổ chuẩn nó rất là đẹp luôn đẹp dữ lắm mà mà mùa nắng này thì mình chỉ chăm được như thế này thôi chứ nó trổ không có đạt cho nên mình cũng không có ưng lắm nhưng mà thôi kệ nó có còn hơn không các bạn chứ bây giờ biết sao mùa nắng nó chỉ trổ được như thế này thôi nha các bạn đây là thằng huyền diệu hoa bốn lớp Ha. huyền diệu hoa bốn lớp nói chung là nó, nó cũng đẹp lắm các bạn nó rất là đẹp luôn mình bây giờ mình cũng đang lai like trái này, mình cố gắng mình lai like tạo cho nếu mà nó có trái thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hoa giống nào đẹp thì mình cố gắng mình lai like tạo cái thằng thứ hai nữa là cái thằng ngọc nhật minh 2 màu tím đen thui màu tím đen thui nha các bạn ngọc nhật minh 2 màu tím đen thui ba lớp hoa ba lớp nha các bạn nó tím nó đen dữ lắm nói chung là các bạn mà chơi cái màu tím đen thì nên chọn ngọc nhật minh hai này tím rất là tím tím đen thui luôn ngọc nhật bên hai ha thằng này là thằng ngọc nhật bên hai tím đen thui thì hồi xưa nó có violet lớp nè rồi nó có cẩm đan nè ha rồi nó có thái công một nè cũng tím như thế này nhưng mà nói về cái độ tím đen thì không thằng nào tím đen được qua thằng ngọc nhật bên hai ha à, rồi những cái đó là những cái hoa thuần hoa thuần nha các bạn thì bên này có cái thằng thằng thằng, thằng hỏa sơn đây hoa hỏa sơn nó khi nó trổ chuẩn là nó như thế này nha các bạn hỏa sơn là khi nó trổ chuẩn như này hoa ba lớp cực kỳ thơm luôn hỏa sơn ngoài là ở lớp ngoài cùng là, là màu tía trong nữa là màu trắng nửa trắng nửa tía trong nữa là màu trắng tía đỏ nhem nhem còn thằng này là thằng tà mi năm thì nó to nó bự như thế nào thì các bạn biết rồi ha còn một cái giống cũ nữa mà các bạn có thể lâu lắm rồi các bạn cũng thể là quên nó ha thì đây là cái thằng long thành hai bốn lớp nha các bạn thằng long thành hai bốn lớp đây nó bốn lớp một nè một này nha các bạn để mình đếm cho các bạn này một ha một lớp nè hai lớp nè ba lớp, nè. Ba lớp bốn lớp thằng long thành hai nó đặc biệt hoa nào cũng bốn lớp nha các bạn có trên 20 năm rồi thì à, mình cũng cố gắng mình giữ giống lại một ngày nào đó thì các bạn sẽ quay lại nó thôi nó rất là đẹp 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 rộ bông mà chỗ nó cũng không có ngại nắng mưa đâu ừ. Cái thằng long thành hai này được đó. nó mới trổ ra nó nhung nó tía thì các bạn thấy nhung tía như thế nào các bạn biết rồi đây nè, nó nhung nó tía như thế này hoa bốn lớp hoa to như cái chén long thành hai thằng long thành thì nó có ba loại sau này nó ra cái thằng long thành gôn long thành gôn nó thì khi mình chiết ra cái rễ nó màu vàng còn lúc đầu thì nó ra thằng long thành hai long thành một long thành một xong xuôi rồi cái bắt đầu khi người ta lai like được cái thằng long thành một thì nó đỏ màu đỏ máu ha khi người ta lai like được ra màu đỏ nhung này là người ta đặt là long thành hai hoa bốn lớp long thành một thì ba lớp ha long thành hai nó bốn lớp nói chung kia là thằng hai này mình nó trổ một cái là đẹp rất đẹp rất là đẹp cho nên là nếu mà các bạn ở trong vườn chưa có thì cũng nên sưu tầm sưu tầm chơi ha còn một loại hoa nữa thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi thằng mỹ linh 21 mỹ linh thì nó nhiều lắm mỹ linh từ một cho đến mấy bốn mấy lần thì đây là thằng Mỹ Linh 21 nè. Thì nó trổ màu cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Nó đẹp lắm, nè các bạn thấy nè. Đó, khi nó mới trổ nó mới trổ thì nó là lớp ngoài là màu màu à, tím à, tím đậm, tím hoa cà đó. Lớp thứ hai nữa là màu tím cũng vừa vừa, lớp thứ ba đó là màu vàng nha các bạn. Màu vàng. Màu vàng vàng đậm luôn á. À, thì nó ba lớp, ba màu. Đó là thằng Mỹ Linh 2 ha cái củ này nè các bạn, cái củ này là ngày xưa là cái củ hạt lai. Rồi à, mình mới nói với các bạn là mình làm rễ. Mình à, mình đem mình làm rễ xong xui rồi. rồi. Thì nó ra rễ bàn thì cái cái đoạn trên nó thì nó ra rễ bàn, mình làm rễ bàn ha. Còn cái đoạn dưới cái củ này thì mình cũng đã nói với các bạn rồi là cũng đừng nên bỏ. Mình sẽ ghép vào thành một cây bonsai mình chơi. Ừ cái củ này các bạn thấy này dễ thương không? Nó có ba cái kiền ba chân nè. À, một chân nè ha hai chân nè ba chân nè đó là cái nó giống như là cái kiện ba chân á thì cái chỗ này không phải là thúi mà nó bị đám nắng á các bạn nắng á nè rám nắng ha để nó, nó không có ấy đậy nó, nó chịu nổi nó rám nắng thì đây là cái cây mỹ linh 21 mình ghép hai tượng nó lên được bốn nhánh nè ha đó rất là đẹp cây để bàn cực kỳ đẹp luôn tàn ấy rất là sung các bạn đừng có chê cái củ mà cắt ra đó là ghép rất là sung ha cái cây Mỹ Linh 21 mình ghép cũ là mình bán 180k ha. Bạn nào thích thì lấy về chơi để bàn Mini Cao nó khoảng cỡ hơn 20 phân 20, 20, 22 phân gì đó Nó ra một lùm ở trên này các bạn thấy đã không? Rất là đã luôn Nè, một lùm này đó, 2, 4, 6, 8, 10 10 tược Ở trên này nó bung ra 10 tược Dưới này 4 tược Ở trên này nó bung ra 10 tược Nó như cái nón lá luôn Rất là đẹp ha. Mỹ Linh 21 ghép cũ nha các bạn Chơi bonsai Đó mình giới thiệu với một các bạn một loại hoa nữa mà hôm nay mình cần giới thiệu thì thằng này là thằng cam đào cam đào nha các bạn cam đào thì cái lớp ở ngoài cùng này nó ba lớp rất là thơm nha các bạn cái lớp ngoài cùng này nó màu đỏ mà tự gì mùa nắng này nó bị cháy nó bị cháy nha các bạn ở ngoài nó màu đỏ tía đẹp lắm màu tía không phải là đem như thế này đâu nó màu đỏ đỏ tía đối nhung á lớp thứ hai nó là màu vàng cam ở lớp thứ ba nữa là nó bầu vàng nha các bạn. Nó ba lớp, nó bầu vàng. Thì cái thằng cam đào này á là cái giống mới mới tanh luôn nha các bạn. Nó chưa nhiều trên thị trường đâu, cam đào ha. Thì uh, nó màu cam. Người ta đặt nó là cam đào ha. Hoa ba lớp hoa rất là to, nhiều nụ, sai nụ cực kỳ luôn. Thì mình cũng chưa bán cây nào, mình chỉ mới ghép ra mình lai like giống đây thôi. Thì hôm nay nó có hoa thì mình giới thiệu cho các bạn để cho các bạn sưu tầm ha. Thì đó là tất cả những cái loại hoa giống mới thì hôm nay là mình cũng lên mình chia sẻ à chưa còn một cái loại hoa nữa mình cũng mới vừa test ra đây ha thằng này là thiết lâm một nha các bạn thiết lâm một test từ cây hạt ra đây đây nó thì nó lem nhem như thế này nha các bạn nó lem nhem như thế này nè các bạn thấy nè hoa ba lớp nó chỗ lớp ngoài là màu nhung nửa đỏ nửa trắng nha các bạn lớp thứ hai cũng nửa đỏ lem nhem lớp thứ ba thì nửa đỏ nửa trắng nhiều hơn ha đây nó lem nhem nửa đỏ nửa trắng nhiều hơn nha các bạn thằng này là thằng thiết lâm kia là thằng thiết lâm đây là mình đặt nó là thằng thiết lâm 1 để cho phân biệt với thằng thiết lâm ha thì thằng thiết lâm này là hoa giống mới chưa bán cây nào nha các bạn thì các bạn nào thích cái ở cái gu như thế này thì các bạn đặt hàng mình sẽ ghép cho giống cũng chưa nhiều đâu giống nó cũng 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 mới ít thôi à mình bớt test ra thôi Cái nó cũng chưa nhiều mình cũng chưa bán cây nào nữa đây là thằng thiết lâm 1 ha hoa rất là đẹp nhung tía trắng vàng cam nói chung là nó pha cũng cực kỳ đẹp luôn á pha rất là đẹp ha thì um, nó mình đặt tên nó là thiết lâm một nha các bạn để nó phân biệt cho cái thằng thiết lâm kia ha rồi ok thì uh, mình cũng chia sẻ như thế này ở trong cái lời chào á, mà đầu tiên mình cứ hay chào chào tất cả các bạn chúc mừng ngày mới tốt lành thì uh, thật ra cái lời bạn mà mình bao gồm hết thì trong cái kinh của anh em mình thì cũng có người lớn người nhỏ thì gồm có là con cháu em chị anh cô dì chú bác ha cả lớn cả nhỏ mình gọi chung quy hết mạo phạm mình gọi là bạn là cái danh từ cái danh từ để mình giao lưu trên mạng mình giao dịch trên mạng chứ mình gọi như vậy là mạo phạm thật sự thì khi mình gọi như vậy là cái danh từ để cho mình mình kết bạn mình giao lưu và mình 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 giao lưu để mình biết là cái 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 người khách của mình ở cái độ tuổi nào à. còn khi biết những người anh anh chị cô gì chú bác lớn tuổi thì mình sẽ sân hô theo từng trường hợp xưng hô lại à. thì à, mình gọi chung là các bạn thì à, nghe nó cũng gọi như vậy là để tiện xưng hô trên mạng cho nó ngắn gọn thôi chứ còn khi mình đã biết ta biết số tuổi rồi thì anh chị là anh chị em là em con cháu là con cháu cô gì chú bác là cô gì chú bác mình vẫn xưng hô lịch sự đàng hoàng chứ mình không có dám phạm thượng nha các bạn thì à, nói chung thì nếu mà anh chị cô bác um, cô gì chú bác nào mà lỡ kêu bằng bạn thì cũng mong được thông cảm bỏ qua thì đó là cái danh xưng để giao lưu trên mạng thôi chứ còn khi biết tên biết tuổi rồi thì mình phải gọi cho đúng đúng ở cái danh xưng và đúng ở cái 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 cái, 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 cái độ tuổi chứ mình không có dám phạm thượng nha các bạn thì mong các bạn mà cô gì chú bác anh chị thì bỏ qua rồi mình cũng vẫn phải xô xưng hô như vậy tại vì khi lần đầu tiên mình gặp thì mình cũng không biết rằng là lớn tuổi hay là nhỏ tuổi ha thì nếu mà có gì mạo phạm thì các anh em cô dì chú bác anh em uh, thông cảm bỏ qua cho mình ha thì uh, hôm nay thì mình lên á thì mình cũng chia sẻ với các bạn có một số bạn nói anh ơi cái hoa này có hoa gì mà ruby giống mới nó đẹp quá anh nhưng mà mình uh, cũng chia sẻ với các bạn là thằng này là thằng ngân hà hai nhắc chi si mai chứ không phải là thằng ruby ha thằng ruby là thằng ruby đây ha ruby tân quý thằng tài đều là cánh đơn dễ chỗ, ha. Còn có một số một số hoa giống mới thì nó rất đẹp, giống cũ nó cũng đẹp, giống mới nó cũng đẹp. Cũ như long thành hai cũng đẹp, giống mới như cam đào cũng đẹp, cũ như thằng trà mỹ năm cũng đẹp, cũ như mỹ linh ba hai cũng đẹp, giống mới như thằng thiết lâm cũng đẹp. Ha. Tất cả đều có một cái vẻ đẹp quyền diệu, mà quyền diệu đây, quyền diệu đây mới nói quyền diệu là có quyền diệu đây. Thì à, nói chung ăn thua nơi cái sự cảm nhận của mình và cái gu chơi của mình thôi thì nó đẹp nó không đẹp thì ăn thua được cái gu chơi của mình mình tự chọn ha thì ngày xưa thì mình cũng như mình đã từng chia sẻ đó nó không có nhiều sự lựa chọn nhưng bây giờ thì nó nhiều loại hoa lắm cả ngàn ngàn tên nhiều lắm cho nên là cái hoa nào đẹp thì các bạn tự chọn các bạn chơi ha thôi thì một ngày mới mình cũng lên mình quay mình chia sẻ những cái hoa đẹp những hoa cánh đơn những hoa cánh kép để cho các bạn biết mặt hoa các bạn lựa chọn nha một ngày mới hoa ba trồng luôn chúc mọi người được mạnh khỏe nha làm ăn gặp nhiều may mắn phát tài phát lộc sức khỏe dồi dào và gia đình phúc xin chào tất cả anh em xin chào tất cả mọi người rất là trân trọng